trên đường phố xứ Nghệ quanh quanh nơi ông hoàng mười người đẹp như chân cho bách ra cho họ chúng con lạy hoàng ạ.
Cường Dung có bó hoa 100.000 đồng dâng lên giá hoàng. Vợ chồng anh Cường Nhung con rể của ông Hùng có bó hoa 100.000 đồng dâng lên giá hoàng. Hoàng xin hoa giá 10.000 đồng ban tài tiếp lộc cho gia đình anh chị Cường Nhung sang năm mới. Gia đình tràn đầy sức khỏe, cầu tài các tài, cầu lộc đắc lộc, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, lệ hoàng. Vẻ vàng trong